Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chương trình giao lưu hữu nghị giữa sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên Campuchia và Lào, hôm qua Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã lồng ghép tổ chức hoạt động thả các loài động vật hoang dã quý hiếm về với rừng tự nhiên. Các sinh viên của Bình Phước và sinh viên hai nước Lào Campuchia đã cùng với cán bộ cứu hộ động vật rừng thả một cá thể tái cá vuốt bé, một cá thể kỳ đà vân và một cá thể khỉ mặn về môi trường rừng vườn quốc gia Bù Gia Mập đây là những động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ việt nam hoạt động không chỉ nâng cao nhận thức bảo vệ rừng bảo vệ môi trường cho sinh viên mà qua đây còn để bạn bè quốc tế thấy rằng chính phủ việt nam nói chung tỉnh bình phước nói riêng đang nỗ lực thực hiện bảo vệ môi trường sống bền vững